Đây, mọi người có thể thấy sợi mì ha, nhìn nó giống như nấm kim châm. Cái nước sốt nó rất là cạn, nó chảy xuống. Rồi, thử nước sốt thôi. Hi, xin chào mọi người và các bạn đã đến với Beer Food Table. Hôm nay Gia Phú và Mèo rất là vui vì mình lại kiếm được thêm một món nữa để mọi người và các bạn chúng ta có thể xem và thưởng thức, thậm chí là có thể đến thưởng thức để xem cái món này như thế nào. Thì bữa giờ Phú cũng được nghe nhiều người nói là ở đây có một cái món mì súp hào gì đó, nghe đúng rất là hấp dẫn mà không biết là nó như thế nào. Thì bữa nay mình sẽ vô mình tìm hiểu để coi hương vị ở đây và giá cả như thế nào. Đây là địa chỉ mình nghĩ là khá là quen thuộc với người Sài Gòn, ở đây là Rubizu. Thì bây giờ là hiện tại là ở đây là gần như là cuối tuần là thường có diễn ra các đàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Bạn nào mà cuối tuần mà mình không biết đi đâu, mình có thể ra đây để mình chơi những cái Loto này cũng rất là vui, rất là thú vị. Thì cái đoạn đường mình đang đứng, nếu mà các bạn đến đây các bạn sẽ gửi xe ở mé bên kia, nó sẽ có một cái bãi giữ xe, mình chạy ở đây, mình chạy vòng, mình ngược qua để mình gửi xe. Ở dưới đây như là ba tin nè, đúng không ta? Hồi lúc tụi mình đi học á, mình chơi ba tin dưới đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu xem cái món mì súp hào nó như thế nào nha. Trước khi xem tiếp thì mọi người và các bạn nhớ like cũng như là nhấn subscribe để ủng hộ Beer Food Travel nha. Bây giờ xin mời. Thì hiện nay là mình thấy là ở trong đây có nhà hàng Ấn Độ nữa nè. Rất là nhiều hàng quán ăn ở trong đây. Wow, ở trong đây rộng quá. Lâu rồi mình không có đi đến đây. Bây giờ thay nhiều thứ quá ha. Đó, súp mì, mama. Thấy như mình được... Súp mì hào, súp mì hào A Mau. Chứ không phải là ba mang, là ba mang hào á. Nhìn, nhìn xa á. Thế như mình được biết á là ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì ở đây sẽ có các hàng quán cũng như là các... nói chung là giống như một cái hội chợ nhỏ vậy đó. Nhưng mà hình như gần đây á là các hàng quán họ rút bớt, vì hình như là không có đủ để mà trả tiền mặt bằng. Bây giờ chúng ta vào trong. Hiện tại thì mình đang đứng ngay bên quầy, thấy như là cô này đang mua tới 4 phần mang về. Này nó tôm nè, này nó chị. Đó, đây là cái phần mì ở đây. Nhìn ngon quá ha. Còn một anh trong này nữa, chắc là mình gặp anh này hỏi đi. Chào bạn. Dạ, xin chào ạ. Bạn tên gì? Mình tên là Trường. Trường, dạ. Cái món mì này Trường bán ở đây lâu chưa Trường? Dạ khoảng được hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình thấy là bán từ buổi trưa, 2 ca hả? Dạ đúng rồi. Một buổi trưa với một buổi chiều. Buổi trưa, buổi chiều. Trưa thì từ 11 giờ đến khoảng 2 giờ, hết sớm nghỉ sớm. Chiều thì khoảng 4 giờ 30 đến 8 giờ 30, hết sớm nghỉ sớm. Tức là trong cái khoảng thời gian mình nghỉ là mình nấu tiếp để mình dạ, bán. Dạ đúng rồi. Tại vì nấu một nồi súp vậy rất mất nhiều thời gian. Dạ. Tại vì phải từ cái khâu mà nấu từ cá ra xong rồi các cái nêm nếm các gia vị, rồi nấu mì nữa, mì nấu làm ra mà đến độ mà có thể là nó như nhìn như là sợi nấm vậy. Mì của mình nhìn như mà như sợi nấm. Đúng rồi, giống cái nấm nấm kia kim châm. Kim châm.
Ờ, vậy là cái sợi mì này là nó có, mình thấy để mì súp Đài Loan là cái sợi mì này là mình lấy từ bên Đài Loan. Dạ đúng rồi, mì này chính gốc 100% của Đài Loan. Nó khác gì so với mì trứng ở đây ha? Mì trứng ở đây khi mà mình ngâm trong nước nó sẽ nở, còn mì này mình ngâm trong súp nó không nở. Đến khi nào nó không tác động nhiệt nữa sẽ không nở nữa. Dạ. Tức là bây giờ là nhờ là trường làm giùm một phần. Nhưng mà mình thấy là có giá 29.000, tức là chỉ là như vậy thôi hay sao? Đúng rồi, 29.000 là chỉ có mì và súp. Mì súp thôi. 39.000 là có cá viên, ấu hạn, trứng, phá lấu. Có một cái phần nữa là mì súp thượng hạng, tức là có đầy đủ tất cả. Đúng rồi ạ. Rồi, để trường làm giùm mình cái mì súp thượng hạng đó đi. Mì súp thượng hạng ha. Trong lúc mình vừa làm mình vừa hỏi thông tin. Đây là hàu sữa. Dạ, hàu sữa. Có gừng. Hàu sữa này thì mình sẽ luộc với nước gừng để cho nó ám được cái mùi tanh bớt. Đúng ra bên Đài Loan thì cái món này họ sẽ trộn với lại bột. Nhưng mà do cái khẩu vị Việt Nam mình, khi mà bột như vậy họ ăn thì nó sẽ nó còn lại đậm trên miệng, nó không có cảm nhận được cái độ tươi của nó. Cho nên mình đã gọi là chế biến lại, mình đã thay đổi nó là mình sẽ trộn sơ qua với lại với nước sôi thôi. Rồi. Để mà cho nó có thể giữ được cái độ tươi ngon nhất. Bạn Trường cứ vừa làm mình vừa làm vừa nấu. Một phần thử hàng của mình ha. Đây là mì lấy sẵn đó luôn. Dạ, đúng rồi. Quán sẽ thường để chọn những con hàu to. Tôm thì trung bình, tại vì có những cái mùa tôm mà tôm thì theo mùa. Tôm nó sẽ có những lúc to. Còn cái cá viên hảo hạng và phá lấu gia truyền thì như thế nào hả Trường? Dạ đây, cá viên hảo hạng ở đây. Đây là cá viên. Sao lại gọi là hảo hạng? Tại vì cá viên này sẽ không giống cá viên mình ăn ở ngoài chợ. Có nghĩa là khi mà mình cá viên này á, nó sẽ có một cái độ giòn. Mình ăn vào nó sẽ không có độ giòn, chứ nó sẽ không dai như bột. Dai bột giống như là các cá viên mình ăn thường. Thì lát nữa mình sẽ thử cá viên này. Còn đây là trứng cút lòng đào. Trứng cút đây lòng là đặc sản của quán. Lòng đào. Có nghĩa là trứng cút này là một lòng đào. Được làm đúng quy trình thì 100% trứng sẽ là lòng đào hết. Đúng. Dạ, rất là tròn mà, rất là tròn mà đẹp. Rồi, phá lấu gia truyền là mình sử dụng cái phần nào của nguyên bản, sử dụng nguyên bản là sẽ sử dụng theo phần ruột heo. Ruột heo. Đúng rồi ạ. Ruột heo phá lấu. Rồi, Trường cứ làm đi. Được rồi. Ruột heo thì nó sẽ có nhiều phần của cổ ruột, có phần thì mỡ, có phần thì dai. Đây. Mình đa phần là mình xài phần thú linh đúng không? Dạ đúng rồi, gọi là thú linh. Thú linh là ruột heo đó. Ruột heo, đúng rồi. Thực là ruột cuối của con heo. Cái này mình nấu riêng đúng không? Mình không có nước sốt gì của cái phá lấu này. Dạ, nước sốt phá lấu có. Có luôn. Được rồi, đây là hoàn chỉnh một tô thượng hạng. Chỉnh rồi hả? Dạ. Và nước sốt phá lấu là sẽ nêm bên riêng bên đây. Rồi. Đây là nước sốt gì? Dạ, đây là nước sốt phá lấu. Sốt phá lấu. Hay là có tỏi băm và sa tế. Đây là giấm. Giấm. Giấm này chắc là coi như là giấm tèo rồi đúng không? Đúng rồi, nó là giấm đen. Này được gọi là giấm đen. Thường người Hoa họ thích ăn những vị chua. Tỏi mình đem vô. Bỏ vô luôn đi. Trời ơi, cái tỏi xay nhuyễn như sinh tố vậy. Đúng rồi, là sinh tố tỏi. Chút xíu ngon. Sa tế. Mình thấy là nãy giờ là mang đi khá là nhiều, là có trên mấy app rồi. Dạ hiện tại tất cả mình đều có là GoViet, Now, GrabFood. GrabFood. Dạ. Đi sa tế cũng tự quán làm luôn. Sa tế này có thể ăn theo cái kiểu vị sẽ khác với sa tế. Ủa nhưng mà mang về thì mình có để nước sốt riêng không? Dạ, thường là mình sẽ nêm vào chung luôn ạ. Nêm vào chung giấm và nước sốt phá lấu. Không, cái nước lèo của cái mì á, mình để vậy mang về nó bị nguội không? Dạ, khi mà nó sẽ nguội mặt trên, mặt dưới vẫn còn nóng. Tại vì đặc điểm của nó là sẽ nguội mặt trên mặt dưới ấm và quậy đều lên là ăn được. Vậy là xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Đã tới giờ ăn rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta xem nha. Trước mặt mọi người thì đây là giấm nè. Chua chua, chặt. Vị nó khá là chua luôn á. Rồi, còn bên đây là cái nước phá lấu. Bây giờ mình sẽ xem cái phần mì. Đây là một phần 59.000, chúng ta sẽ được một con hàu sữa về. Nhìn có vẻ là khá múp. Rồi, bây giờ tới con tôm. Đây là con tôm. Cũng khá là to.
Ok. Rồi. Cá viên, theo như được chia sẻ mình sẽ được có 2 viên cá viên, loại hảo hạng. Ăn thêm các loại topping thì sẽ 10.000, còn nếu mà với giá 39.000 thì chúng ta chỉ có không có hào và tôm, có phá lấu. Trứng này là trứng lòng đào nha, sẵn rồi không ta? Thôi để lát đi. Đây, mọi người có thể thấy sợi mì ha, nhìn nó giống như nấm kim châm. Cái nước sốt nó rất là cạn, nó chảy xuống. Rồi, thử nước sốt thôi. Vị nó lạ quá. Mình sẽ bỏ một chút giấm, nó tăng độ chua lên. Sợi mì siêu mềm luôn á. Phá lấu này có cái mùi ngũ vị hương và nó được khử mùi khá là kỹ, không có bị hăng mùi của cái món phá lấu này. Đây là cá viên. Ngọt, thơm. Nó không có cái bột, nó giống như cái những cái viên mà hôm bữa mình ăn cái lẩu xiên 19.000 á. Cái cảm giác mình ăn nó có cái độ giòn như đúng như bạn Trường chia sẻ. Đây, hào. Hào sữa. Chấm gì không? Thường nếu mà mình không kêu để riêng vậy thì họ có để riêng để thêm nước chấm mình chấm không ta? Không. Hình như là nãy mình thấy là không, chỉ là nêm vô rồi về mà ăn thôi. Wow. Hào này rất là nhiều. Hào sữa rất là béo. Những cái ở trong con hào á nó tuôn ra ăn rất là ngậy, không có bị tanh. Trứng cút nè. Dễ thử coi. Ồ. Đúng nghĩa lòng đào. Nhìn trứng cút nữa không? Thêm trứng đi ha. Rồi, mình đã nếm hết tất cả cái hương vị. Cái nước sốt nó rất là thấm vô sợi mì. Rồi. Không có nước chấm gì nhiều, tiếc quá. Luôn này, chấm miếng giấm thôi cho nó chua chua. Vậy ở đây là không có nước chấm, tính ra là tiệm dở hả? Không có nước chấm. Nói chung là con tôm này thịt chắc và nó sẽ có cái mùi gừng á. Tại vì luộc như này mình thấy lại nó luộc nước gừng nữa nên nó thơm cái mùi gừng. Nhưng mà để mà xét về mà ăn cái món này để mà thưởng thức á, mình thì ăn, nói chung là ăn thấy tạm được, nó không có hợp khẩu vị người Việt cho lắm á. Nếu mà bạn nào mà muốn thử món lạ hoặc có thể là các bạn sẽ nhiều khi sẽ hợp khẩu vị hơn mình. Cái này là chỉ là khẩu vị của mình thôi, cho nên mình cũng không có dám nói gì hết. Còn các nguyên liệu thì mình phân tích rồi thì mình ăn thấy khá là mình ăn thấy rất là ok. Cả thể kêu edit nó kêu tính số lần phải khá là đó là phá lấu không có bị hăng, rửa sạch, có mùi ngũ vị hương, hào sữa béo, tôm chắc, cá viên thơm ngọt vị cá, trứng cút đúng là lòng đào. Rồi còn về cái hương vị nước súp này nó mang hơi hướng vị người Hoa khá là nhiều. Mình thành ra là ăn không hợp lắm. Cái vị Đài Loan. Đó là mày phải không? Đó là mình thôi. Đưa kêu tao một ly, tao ăn thử em sẽ tên giá.
thấy biết sao có mấy người Đài Loan này có lẽ hợp vị họ không? Không phép mọi người. Xin chào mọi người và các bạn, như vậy là chúng ta vừa thưởng thức món mì súp hào A Mau. Ngày hôm nay một món mới nữa được cập nhật vô trong thực đơn của chúng ta. Thì bây giờ mình chắc là mình chia sẻ thì món mì ở đây thì với giá 59.000 nó sẽ, mình thấy là giá nó sẽ hơi khá là cao so với cái phần mì. Nếu mà cái phần mì này khoảng 40.000 có lẽ là nó đẹp hơn. Nhưng mà chắc là do ở đây mặt bằng hơi cao cho nên mới bán cái giá như vậy. Về các nguyên liệu ở trong cái phần mì súp hào này á, mình ăn mình thấy rất là ok, rất là chất lượng, từ tôm, cá hay là thậm chí là phá lấu. Nó được làm rất là kỹ càng và sạch sẽ. Sợi mì thì nó giống như là nấm kim châm, nó rất là mềm. Mình ăn mình sẽ không cảm nhận được cái sợi mì để mình nhai đâu. Rồi nước sốt thì sền sệt nhưng mà nó hơi, nó vị nó lạ lắm. Vị nó sẽ, mình có nghĩ là vị chắc nó hợp với những người Đài Loan á. Tại đây nè, nãy vì mình thấy cũng nhiều người Đài Loan là như ở gần đây tới ăn cái món này. Rồi thì mình đã đánh giá hương vị thì mình sell mình á, thì cái món này á để giống như là dạng như ở trong một cái hội chợ hay là lâu lâu mình đi đâu đây mình chơi á, mình hoặc là mình lạ miệng á, mình có thể gọi cái món này để mình thưởng thức cho nó biết được. Chứ còn để mà ăn mà gọi là để mà quen nó là một cái món gọi là in sâu á thì nó chưa tới đạt tới mức đó. Rồi hy vọng là mọi người sẽ thích món ăn ngày hôm nay. Thì ở đây mọi người thấy đây, chắc là tới chiều là sẽ ở đây chiếu đá banh nè, cho nên nếu mà tới cái tháng qua tháng sau á, tháng 11 á là sẽ đá với Thái Lan hay là UAE á, thì các bạn có thể đến đây buổi chiều tối khá là nhộn nhịp, coi đá banh nó cũng vui. Còn bây giờ thì đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi. Ở đây nãy giờ cũng là một trải nghiệm khá là thú vị, ăn mì ở giữa trời nắng nóng, nó hầm, hơi bị hầm. Rồi, và bây giờ thì mọi người nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel nha. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp.